Kính chào đại chúng. Kính chúc đại chúng luôn thật nhiều năng lượng bình an và trái tim luôn tràn đầy tình yêu thương. Chúng ta biết là nội dung chính của sự thực tập của chúng ta đó là phát triển chánh niệm mindfulness, phát triển khả năng nhận biết những cái gì nó đang xảy ra ở trong chính mình. Thay vì trước nay chúng ta quen sống trong vọng tưởng, đứng ở đây nhưng mà nghĩ ở chỗ khác, nghĩ về tương lai, nghĩ về quá khứ, hoặc là chúng ta bị cuốn hút vào những đối tượng đang có mặt để mà đam mê, để mà yêu thích, hoặc là để tìm những cái khuyết điểm, những cái lỗi lầm của họ để mà chê trách, để mà giận hờn. Chứ chúng ta ít có cơ hội để nhìn lại mình trong khi sinh hoạt, trong khi tiếp xúc với mọi người. Thiền tập trước hết là tập cho mình một cái thói quen dừng lại, ceasing. Dừng lại là để ý thức những cái gì nó đang xảy ra ở trong ta, mà không tiếp tục đuổi theo những cái đối tượng ở bên ngoài nữa. Tại vì chúng ta đã từng nghĩ hạnh phúc là một cái gì đó nằm ở bên ngoài, cho nên càng nắm bắt được nhiều chừng nào thì càng tốt chừng ấy. Nhưng mà ở trong tuệ giác của Đức Phật cho đó là một cái quan niệm sai lầm. Cái bên ngoài chỉ đem tới cho chúng ta một cái cảm giác sung sướng thỏa mãn, một cái cơn cảm xúc nhất thời, chứ không phải là một cái thứ hạnh phúc bền vững. Bởi vì bản chất của hạnh phúc là bình an, là không xáo động, là không chao đảo. Và trong khi mình nắm bắt tiền bạc, danh vọng hay là quyền lực thì tâm của mình nó không bao giờ an cả. Lúc nào nó cũng lo lắng, sợ hãi, hồi hộp, nghi ngờ. Và bản chất của hạnh phúc phải là sự tự do, freedom, không bị ràng buộc, không kẹt vào những cái điều kiện ở bên ngoài, tức là không có bị điều kiện hóa. Nó hoàn toàn thuộc về mình có chủ quyền về nó. Như vậy thì dừng lại không chỉ để ý thức được những cái gì nó đang xảy ra ở trong chính mình, mà nó còn giúp cho chúng ta hiểu rõ được bản chất của nó là gì. Nó từ đâu sinh ra, bị động cơ nào thúc đẩy, và cái guồng hoạt động của nó ra sao. Và đó chính là hai dấu ấn của pháp môn thiền hiểu biết, đó là nhận biết thực tại, awareness of the present moment, và hiểu biết thực tại, understanding in the present moment. Như vậy dừng lại là để nhận biết thực tại, mà dừng lại chính là chỉ một danh từ rất là quen thuộc trong truyền thống thiền. Tiếng Pali là Samatha. Chỉ tức là ceasing. Còn nhìn sâu là để hiểu biết thực tại, mà nhìn sâu chính là danh từ quán Vipassana, tức là looking deeply. Chỉ và quán là hai danh từ rất là thân quen trong truyền thống thiền của Phật giáo. Và như vậy chúng ta dùng hai con dấu của pháp môn là nhận biết thực tại và hiểu biết thực tại thì cũng chỉ là cách gọi mới để cho dễ hiểu thôi, chứ nó cũng diễn đạt đúng ý như cách gọi là chỉ và quán mà Đức Phật và các vị thiền sư đã từng sử dụng. Nghĩa là chúng ta đang đi chung đường với Đức Phật và các vị thiền sư, chứ không có gì khác cả. Là một thiền sinh thì khi làm bất cứ việc gì hay là đang có mặt ở nơi đâu thì chúng ta cũng phải tự hỏi mình là mình có đang dừng lại không? Có đang nhận biết thực tại không? Khi đang đi thì chúng ta có nhận biết được bước chân của chúng ta đang bước, có thấy được cái dáng dấp của mình, cái đoạn đường trước mặt mình, hay là cái trạng thái của mình đang đi như thế nào hay không? Khi chúng ta đang ăn và chúng ta có nhận biết được chúng ta đang nhai thức ăn như thế nào? Có cảm nhận được hương vị của nó không? Có biết được nó
làm ra từ công phu lao tác của biết bao nhiêu người không? Có ý thức được ngồi ăn cơm chung với những người thân là một điều kiện hạnh phúc lắm không? Và điều quan trọng nữa là trong khi ăn, chúng ta có để ý tới cái thói quen ăn trong vội vàng, vừa ăn vừa nói, vừa ăn vừa suy tư. Ăn trong thái độ yêu thích món này và không yêu thích món kia không? Và trong khi nói năng, chúng ta có để ý tới lời nói của mình không? Có cân nhắc là mình có nên nói điều đó không? Có để ý tới cái âm giọng của mình rõ ràng không? Tới cái cường độ giọng nói của mình cao thấp như thế nào không? Có để ý tới cách phát âm có chính xác không? Có thấy được cảm xúc của mình nó chen vào trong từng lời nói không? Có thấy cái thái độ mình muốn nói nhiều hơn sự thật để mà gây sự chú ý hay là cảm tình của người kia không? Hay là chúng ta chỉ để ý tới những cái phản ứng của người kia, xem họ đối với mình như thế nào thôi? Và đó chính là công tác của thiền. Cái này nó hơi khó một chút. Nó là một cái gì đó không thuộc về thói quen của chúng ta. Nhưng mà chúng ta sẽ làm nó thôi. Chỉ cần một chút công phu và một chút ý chí là được. Nhưng mà trước tiên chúng ta phải có một cái chánh kiến trước đã, một cái right view, một quan niệm đúng đắn. Tức là tại sao chúng ta phải làm như vậy? Sao không để tự nhiên cho nó khỏe? Đúng là cái gì không phải luyện tập thì nó sẽ rất là khỏe. Thí dụ như khi mình đang làm việc ngon lành nhưng mà 11 giờ khuya rồi, phải đi ngủ thôi. Mặc dù công việc đó ngày mai có thể tiếp tục được, không có quá gấp, nhưng mà mình lại muốn tiếp tục làm nó cho xong. Và lúc đó mình nghĩ là cố gắng được thì cứ cố gắng. Nhưng mà ở trong sự thật là mình đang thích thú cái công việc đó. Cái công việc đó nó đem lại cho mình rất là nhiều hứng thú, tức là những cái cảm xúc tốt, những cái pleasant. Đang trong một cái cảm xúc tốt như vậy mà mình rứt mình ra khỏi nó thì mình chịu không nổi. Bây giờ mà phải lên giường ngủ thì chán lắm, phải đối diện với chính mình, không có gì hấp dẫn cả. Cũng như trong khi mình xem tivi cũng vậy, xem tới khuya, khuya lắc khuya lơ, xem hết kênh này tới kênh khác và chẳng còn một cái chương trình gì hay ho nữa. Hai con mắt của mình nó cũng muốn sụp xuống rồi, nhưng mà mình không có chịu nhấn cái nút tắt. Nói đúng hơn là mình không có can đảm. Tại vì như vậy là mình phải đối diện với những nỗi cô đơn trống trải ở trong lòng của mình. Nó rất là nghèo nàn, không có gì hấp dẫn cho mình cả. Cho nên là mình tìm hết cái này tới cái khác để lắp vào. Rất là tội nghiệp. Nhưng mà làm sao có thể lắp hoài mãi được? Cũng phải có những lúc không có gì để lắp vào. Cũng có những lúc mình phải đối diện với chính mình, với tâm hồn của mình, thì mình lại khinh rẻ và mình không chấp nhận, hay là mình không tin tưởng lấy chính mình nữa. Và cái thái độ bất tự tin nó thường xuất phát từ cái sự nghiện ngập cảm xúc ở những cái điều kiện ở bên ngoài như vậy. Và chúng ta có bài thi kệ tắt truyền hình. Can đảm tắt truyền hình về nuôi dưỡng niềm tin, những chương trình vô bổ nhiễu loạn cõi tâm mình. Tắt truyền hình mà cũng phải can đảm nữa đó. Vượt qua được cái thói quen nghiện ngập cảm xúc, đó là một cái thái độ rất là can đảm. Khi mình vào mạng lưới internet cũng vậy, mình sẽ chọn website nào và tại sao? Mình có phải là mình đang đi tìm những cái tài liệu, những cái thông tin nó có lợi cho cái công việc mình đang làm, hay là mình để cập nhật thêm kiến thức của xã hội, hay là mình đang ngoạn mục trên đó để mà mình tìm kiếm những cái gì mình thích thú? Mình mở hết cái trang web này rồi mình lướt qua những cái trang web khác. Nhưng khi mình vừa lướt mà mình cũng vừa bực bội nữa. Tại vì mình đi tìm một cái gì đó mà mình tìm hoài không được, hay là không có như ý mình muốn. Cái mình tìm là cái gì? Mình có gọi được tên của nó hay không? Được đó. Nó chính là thức ăn cảm xúc. Chúng ta ngồi hàng giờ trên internet
là để nạp thức ăn cảm xúc, những cảm giác thoải mái, dễ chịu, sung sướng. Cũng giống như khi chúng ta tiêm vào trong người mình những cái mũi thuốc á phiện, lâng lâng bay bổng cả người, nhưng mà sau đó thì con người của mình nó xẹp xuống, nó cằn cỗi, nó mất hết năng lượng tươi tỉnh để mà sống, để mà làm việc. Và mỗi lần mình phiêu lưu trên những cái trang web như vậy thì mình chỉ có giết thời gian, tiêu tốn năng lượng, rồi mình để cho bao nhiêu cái thứ độc tố nó tràn vào trong cái tâm hồn của mình để mà tưới tẩm những cái hạt giống xấu, và nó hủy diệt những cái năng lượng tốt đang biểu hiện ở trong tâm thức. Và chúng ta cũng có bài kệ truy cập trang web: đừng vào các trang web khu vực thiếu an ninh, lòng dặn lòng tỉnh thức, phiêu lưu dễ mất mình. Và khi email hay là nhắn tin, chúng ta cũng có bài thi kệ: gửi người xa cách mặt, thông điệp của tình yêu, mỗi lời trong chánh niệm nâng đỡ nhau rất nhiều. Và khi gọi điện thoại hay là khi chat thì chúng ta cũng có bài thi kệ: gặp nhau trong phút giây, xin nói lời chân thật, rồi vài năm nữa đây còn nhìn nhau tận mặt. Chỗ nào cũng dán mấy cái lá bùa thi kệ này thì thế nào cũng an toàn ha. Vậy mà cũng chưa chắc nữa đó. Ngày xưa Phật tổ Như Lai chỉ cần dán một cái đạo bùa thôi là Tôn Ngộ Không phải chịu bị nhốt ở trong núi tới 500 năm không có vùng vẫy được. Còn bây giờ mình dán bùa quá trời mà không có thấm thía gì hết, cũng giống như là bắt cóc bỏ vào dĩa thôi, chẳng có ăn nhập gì hết ha. Chúng ta thường rất ít để ý tới cái nhu cầu cảm xúc của mình lắm. Khi chúng ta cầm điện thoại lên thì chúng ta sẽ gọi cho ai? Thì tất nhiên là chúng ta sẽ gọi cái đối tượng nào mà chúng ta cho là cần phải trao đổi, để hỏi thăm, để giải quyết một cái vấn đề gì đó. Nhưng mà có nhiều khi chúng ta không nhằm hỏi thăm hay là không nhằm giải quyết một cái vấn đề gì cả. Chúng ta đang cần trò chuyện, cần có người lắng nghe, cần có người chấp nhận những cái ý kiến hay là những cái tâm sự của mình, cần có người bên vực đứng về phe mình, hoặc là nhiều khi chỉ đơn giản là cần có một người để trò chuyện cho đỡ buồn. Đó, chúng ta đang bị đói cảm xúc mà chúng ta không hề hay biết. Tự nhiên mình thấy trong lòng của mình nó trống vắng, nó buồn man mác, buồn vô cớ, vì mình không giải mã được cái nỗi buồn đó. Nó từ đâu mà nó có, và mình không có cách để mà trị nó. Cho nên mình đã tìm tới cái người nào mà người đó có vẻ như là ưa mình, yêu thích mình, hay là ngưỡng mộ mình, hay là đứng về phe mình. Nhiều khi mình chỉ cần vài lời nâng đỡ nhẹ nhàng của họ thôi, vài câu công nhận về cái tài năng của mình thôi là mình đã ngủ yên rồi. Đó là một cái sự thật rất là phổ thông trong cái xã hội ngày hôm nay. Khi chúng ta không còn khả năng truyền thông với những người thân ở trong gia đình, tại vì họ không có đem tới cho chúng ta những cái cảm xúc tốt trong khi chúng ta trò chuyện, họ nghi ngờ, họ thiếu cái sự quan tâm. Tại vì chúng ta thường không có muốn nghe những cái lời trái tai, những cái câu nói thiếu tình cảm, thiếu công nhận, thiếu sự nâng đỡ. Người ngoài lâu lâu gặp một lần, hoặc là họ chẳng có chịu trách nhiệm gì về ta cả, cho nên tội gì mà họ không làm cho chúng ta có cảm tình với họ. Cho nên họ đã đem bao nhiêu là thứ cảm xúc tốt để mà tưới tẩm vào chúng ta, khiến cho chúng ta nghiện ngập, rồi cứ đi tìm hoài. Vì vậy mà những người thân sống chung quanh của chúng ta, nếu mà vô tình không để ý tới cái nhu cầu cảm xúc quá lớn của chúng ta, hoặc là họ khá vụng về, có thể họ rất là thương mình nhưng mà họ lại vụng về về cái cách bộc lộ cảm xúc, cho nên là mình cứ tránh xa họ, rồi mình cứ đi tìm gặp những cái người ngoài, những người mà có thể mang tới cảm xúc cho mình,
Nhiều khi đó chỉ là một cái buổi trò chuyện thôi, để có vài câu khen tặng nhau thôi, chứ chúng ta không có ý gì khác cả, không có ý phản bội người kia. Nhưng mà bi hài kịch cũng thường phát sinh từ cái chỗ đó. Trong khi trò chuyện, chúng ta cũng rất dễ bị vướng kẹt cảm xúc, cho nên chúng ta không biết dừng câu chuyện ở nơi đâu. Nếu mà chúng ta gặp phải một cái người gọi là tâm đầu ý hợp, hay là gặp được một cái người mà họ đang công nhận, là đang ngưỡng mộ mình, thì mình không có đứng lên được, không có dừng câu chuyện lại được. Mặc dù là mình đang có việc phải làm, đang có một việc rất là gấp, nhưng mà nhiều khi mình dám để cho cái công việc đó dang dở hay là hư hao luôn đó, và mình nói là mình không có nỡ từ chối. Mình sợ mình dừng ngang câu chuyện thì người kia sẽ phiền lòng và họ sẽ buồn, họ sẽ chê trách mình. Nhưng mà thực chất là tại vì chúng ta không rứt ra khỏi được cái vùng cảm xúc đó. Tại vì ta đang được tưới tẩm những cái cảm xúc rất là dễ chịu, rất là êm ái, nhưng bây giờ tự nhiên ngưng ngang như vậy để bắt tay vào một công việc hơi khô khan thì nó hơi chán. Và đó là lý do tại sao mà chúng ta thường hay lười biếng làm việc. Tại vì chúng ta không thích những cái cảm xúc xấu, những cái unpleasant. Dù chúng ta biết là cái công việc đó rất là quan trọng, nó có ảnh hưởng tới tương lai của mình, nhưng mà chúng ta vẫn thường ngã gục trước những cái cơn nghiện cảm xúc của mình. Nghiện cảm xúc là một cái thói quen, là một cái căn bệnh của hầu hết chúng ta. Chúng ta chỉ yêu thích những cái cảm xúc tốt và sẵn sàng loại trừ những cái cảm xúc xấu. Cảm xúc tốt tức là lạc thọ, pleasant. Còn cảm xúc xấu tức là khổ thọ, unpleasant. Và chúng ta còn một loại nữa, đó là cảm xúc trung tính, neutral. Nó là một cái dạng bão hòa của cảm xúc tốt và cảm xúc xấu. Cái này chúng ta đã được học rất kỹ trong buổi vừa rồi. Trong khi cảm xúc tốt tức là lạc thọ, nó chưa hẳn là một cái thứ hạnh phúc. Và cái cảm xúc xấu tức là khổ thọ, nó chưa hẳn là đem tới khổ đau. Nhiều khi lạc thọ để bắt đầu cho một cái khổ đau cũng không chừng. Hoặc là nhiều khi cái khổ thọ nó lại mở đường cho một cái hạnh phúc ra đời. Thí dụ những người họ từng sống trong khuôn khổ, sống theo nề nếp, thì có vẻ như là họ đang chịu nhiều cái khổ thọ ha, nhưng mà họ sẽ trở thành những con người vững chãi và mạnh mẽ ở trong tương lai. Còn những người mà không thích luyện tập, cứ sống theo cái bản năng tự nhiên của mình, thích gì làm nấy, thì tuy họ đang sở hữu những cái lạc thọ ở lúc đó thôi, nhưng mà tương lai họ sẽ trở thành những kẻ rất là yếu đuối. Cái thói quen nghiện cảm xúc rất là đáng sợ. Nó làm cho chúng ta luôn lệ thuộc vào hoàn cảnh hay là lệ thuộc vào kẻ khác. Nếu như hoàn cảnh và kẻ khác mà không đáp ứng được nhu cầu của ta, có thể là do nhu cầu của chúng ta nó cứ tăng dần, hoặc có thể là do họ bị lui sụp, họ không cung cấp đủ cho chúng ta, thì chúng ta sẽ đau khổ và bộc phát ra hàng loạt những cái phản ứng như là bực tức, giận dữ, ghen tuông, ganh tị, chê trách, nguyền rủa. Chúng ta đã từng nói tới cái chất endorphin và serotonin là hai cái chất do những cái hormones trong não nó chế xuất ra để mà xoa dịu khi cơ thể chúng ta bị đau nhức hay là khi thần kinh chúng ta bị căng thẳng. Thì dựa vào cái tính chất đó mà ngành y khoa đã chế ra hàng loạt thuốc để chống trầm cảm như là Prozac hay là Paxil, để giúp cho con người giải tỏa hay là hạn chế được những cái cơn cảm xúc. Nhưng mà một điều nguy hại là khi dùng những cái loại thuốc đó thì nó sẽ làm rối loạn các chu kỳ sinh học của cơ thể. Nó sẽ tiêu diệt tế bào thần kinh và làm hỏng luôn cả não bộ. Một điều nguy hại hơn nữa là sau một thời gian rất ngắn, cái cơ chế thích nghi của não bộ nó sẽ ra lệnh cho cơ thể giảm hoặc
hoặc là ngưng hẳn tiến trình sản xuất endorphin và serotonin tự nhiên. Và chỉ nên tiếp nhận cái nguồn cung cấp từ bên ngoài vào thôi. Và lúc bấy giờ cái hàm lượng thuốc gây kích thích giảm xuống thì nó sẽ tạo ra một cái cảm giác cực kỳ khó chịu. Nó thúc ép chúng ta phải nạp ngay cho nó một cái lượng cần thiết. Mà nếu không cung cấp cho nó thì nó sẽ công phạt cơ thể, hành hạ cơ thể rất là đau đớn. Và cái tình trạng nghiện ngập đã hình thành từ đó. Và đó là lý do tại sao mà những kẻ lợi dụng những cái loại thuốc như là heroin, morphine hay là cocaine có cái cấu trúc tương tự như là hai cái loại nội tiết tố trên để thỏa mãn cái cảm xúc ngây ngất trong nhất thời, nhưng mà chỉ cần vài tuần lễ sau là họ đã trở thành những tín đồ, những con nghiện của những cái loại thuốc đó, rất là đáng sợ. Bình an và hạnh phúc là hai thứ mà chúng ta có thể tự chế xuất từ chính tâm hồn của mình. Chỉ cần mình biết cách khơi dậy qua một vài phép thực tập, một vài phương pháp rèn luyện đúng đắn thôi. Nhưng mà bản năng của con người vốn thích thú những cái cảm xúc tốt. Mà không cần biết rằng cái cảm xúc đó sẽ đưa chúng ta đi về đâu. Và sẵn sàng kháng cự lại những cái cảm xúc không tốt, mà không chịu xét nét phía sau những cái cảm xúc đó là gì, ta sẽ đón nhận được kết quả gì. Chúng ta cũng giống như là một đứa bé ngây thơ, phản ứng một cách quyết liệt về những gì mình thích và không thích. Chúng ta chưa có lớn lên được bao nhiêu trong đời sống tinh thần để biết mình phải nên làm gì và sẵn sàng từ khước điều gì để nó có tính chất ảnh hưởng tới cái giá trị bình an và hạnh phúc chân thật của mình. Chúng ta cứ lo đuổi bắt những cái đối tượng ở bên ngoài, cứ lo hơn thua, cứ lo tranh chấp, cứ nạp thêm những cái năng lượng bên ngoài thì đừng hỏi tại sao. Càng ngày chúng ta càng cạn kiệt năng lượng, càng mất dần những khả năng tự chế xuất niềm vui và hạnh phúc nơi chính mình. Đừng hỏi tại sao mà chúng ta luôn đòi hỏi quá nhiều và lệ thuộc quá nhiều vào hoàn cảnh, vào người khác. Và càng nương tựa vào bên ngoài thì chúng ta càng bị điều khiển, càng dễ đau khổ. Tại vì chúng ta đã trở thành con nghiện mất rồi. Con nghiện hạnh phúc, con nghiện bình an. Hoàn cảnh cho ta bình an thì ta mới được bình an. Người kia cho ta hạnh phúc thì ta mới có hạnh phúc. Hình như cuộc sống của chúng ta nó là một cái chuỗi dài kết nối cảm xúc. Chúng ta liên tục được nuôi dưỡng bởi những cảm xúc. Anh cho tôi một cảm xúc tốt thì tôi sẽ cho anh một cảm xúc tốt, hoặc ngược lại, anh đem tới cho tôi một cảm xúc xấu thì tôi sẽ trả lại cho anh một cảm xúc xấu. Đó là quy luật cân bằng cảm xúc của chúng ta. Cũng như khi chúng ta không thể nói lời từ chối, không dám say no khi có người nhờ vả mình chuyện này chuyện kia, trong khi là mình đang bận túi bụi, mình biết nếu mà mình nhận lãnh công việc đó thì mình không có đủ thời gian, mình sẽ vội vàng hấp tấp, mình sẽ căng thẳng lo lắng, mình sẽ làm ảnh hưởng tới những cái kế hoạch mà mình đã dự tính sẵn. Nhưng mà làm sao mình có thể nói lời từ chối cho được, trong khi người kia nói bằng cái giọng nó ngọt ơi là ngọt. Họ ra vẻ rất là cần sự giúp đỡ của mình. Họ bày tỏ cái lòng ngưỡng mộ của họ đối với mình. Họ nói nếu mà mình không có giúp họ
thì họ không biết nhờ ai nữa bây giờ, tại vì họ chỉ có tin tưởng mỗi vào mình thôi. Trời ơi, nói như vậy thì làm sao mà từ chối cho được, phải không quý vị? Và chỉ khi nào chúng ta bắt đầu nhúng tay vào công việc đó, cái cảm xúc được bơm hôm kia nó tan biến đi. Mình phải đối diện với một thực tế rất ư là phũ phàng, là lúc đó mình mới phát hiện ra là mình đã bị cảm xúc nó đánh lừa. Thật ra là mình không có hết lòng muốn làm công việc này, mình không có thật sự thương xót người đó, mình chỉ là nạn nhân của cảm xúc do người kia đem tới thôi. Mình chỉ có cảm động và mình nhận lời thôi. Cũng như khi mình muốn góp ý một người nào, mình biết người đó đang rất là sai lầm, nhưng mà mình lại không dám đối diện với họ. Hoặc là khi mình đã đối diện với họ rồi thì mình lại quanh co, mình không có nói được những cái ý mà mình muốn nói. Nhìn mặt người đó là mình đã thấy sợ rồi. Hoặc là nếu mình nói ra thì mình không biết là người kia sẽ phản ứng ra làm sao và họ sẽ nghĩ về mình như thế nào. Tức là mình sợ phải đón nhận một cái cảm xúc xấu. Vì vậy mà ngay lúc đó thì bỗng nhiên là mình lại chuyển hướng. Lúc đầu là mình muốn gặp người kia để mình nói lên sự thật, nhưng mà tự nhiên mình cảm thấy là cần phải im lặng. Hoặc là mình chỉ nói nó xa xa, nó gần gần, người kia muốn hiểu sao hiểu. Như vậy thì nó có cảm giác an toàn hơn, cảm giác êm ái nhẹ nhàng nó vẫn tốt hơn. Cho nên cuối cùng là mình làm hư mất cái mục đích chính của mình. Những người bị cảm xúc quá nặng như vậy thì chẳng bao giờ làm nên được những cái việc lớn. Tại vì muốn lãnh đạo, muốn làm được những cái chuyện lớn thì mình phải có bản lĩnh, dám ăn thẳng, dám nói thật mà không có sợ mất lòng, không sợ người kia nghĩ gì về mình. Miễn mình làm đúng và mình đem lại kết quả tốt đẹp cho mình và mọi người là mình cứ đi tới. Chính vì chúng ta quá nghiền ngập những cái cảm xúc tốt, vướng kẹt vào nó, cho nên chúng ta cũng rất sợ những cái cảm xúc xấu. Dù chúng ta biết rằng cảm xúc nó chỉ là một cái trạng thái, một cái cơn, nó chỉ tồn tại trong một cái thời gian rất là ngắn ngủi, nhưng mà chúng ta không quen đón nhận những cái cảm xúc xấu. Đón nhận nó thì chúng ta rất là khó chịu và cảm thấy như là mình đang thất bại, cảm thấy mình không có giá trị gì nữa cả. Cũng giống như khi đứa con của mình nó làm một cái điều sai quấy, thay vì mình đi tìm hiểu tại sao nó lại làm như vậy, tâm lý của nó có gì bất ổn không, nó đang vướng kẹt vào một cái nhận thức sai lầm nào không, nó có bị ai đang tác động nó không, thì chúng ta lại lo sợ cho người ngoài biết được cái chuyện này thì họ sẽ cười chê chúng ta. Cười chê thì sao? Thì chúng ta phải đón nhận những cái ánh mắt không kính trọng, sẽ nghe dư luận nói này nói kia, chúng ta sẽ không còn cơ hội để mà khoe khoang với mọi người về con của mình nữa. Hoặc là nó vi phạm những cái chuyện mà mình chưa từng vi phạm, hoặc là đối với mình cái chuyện đó nó rất là kiêng kỵ mà nó lại mắc phạm vào, thì chẳng khác gì là nó đang coi thường mình. Đôi khi về cái cách diễn giải, cách tưởng tượng của mình nhiều hơn cái sự thật đang có, là cũng do cái cảm xúc của mình nó bị tổn thương, cảm xúc bị tổn thương, cho nên mình mới quyết định lấy lại cái cảm xúc đó, dù đối tượng đó là con của mình. Cho nên thay vì mình gọi nó tới để mà hỏi han, để khuyên lơn, để nâng đỡ, thì mình lại la hét, mình chửi bới, mình trừng phạt. Để làm cái gì? Để giáo dục ư? Có chắc không? Hay là
mình đang muốn trừng phạt nó. Nếu mà để cho nó hiểu ra vấn đề, để nó đừng có vi phạm một lần nữa, thì chúng ta có tới hàng chục cách, chứ đâu có chỉ mỗi cách trừng phạt. Mà cái cách đó đâu có hẳn là sẽ thành công, có khi là nó sẽ hận mình nữa. Nó nói là mình đâu có thương nó đâu. Nó cảm nhận được cái cách trừng phạt của mình, nó có mang theo cái sự thỏa mãn cảm xúc của mình. Nó cảm nhận được hình như là cha mẹ đang đòi lại cảm xúc đã bị nó làm cho tổn thương. Cho nên ở trong truyền thống, nhiều khi dạy con quá nghiêm khắc, mục đích là cũng chỉ để lấy tiếng, để có danh dự. Mà thực chất của nó là gì? Là cũng bị kẹt vào cảm xúc quá mạnh, sống bằng bề ngoài hơn là thực chất ở bên trong. Thành ra khi bên kia họ đã biết sai, họ đã hối hận rồi, mà mình vẫn không tha thứ. Là tại vì sao? Là tại vì người kia họ không làm những cái động tác để mà đền bù cho cái cảm xúc bị tổn thương của mình. Tuy biết sai nhưng mà phải xin lỗi, phải tỏ lòng thành khẩn, phải sám hối, phải hứa cho nó rõ ràng rành mạch, phải chịu bị trừng phạt. Nhưng mà nhiều khi người kia họ vụng về quá, họ không biết làm cái gì để cho mình vừa lòng. Cho nên tuy là họ đã ăn năn hối cải rồi, nhưng mà mình vẫn thấy nó ấm ức làm sao. Rồi mình tìm cách giải tỏa cái cơn ấm ức đó bằng cách là mình nói hành, nói tỏi, nói gần, nói xa. Mình ném đồ đạc rầm rầm, mình làm chiến tranh lạnh, không thèm nói chuyện cả tuần lễ, không thèm ăn cơm chung, hỏi cũng không muốn trả lời nữa. Mình muốn làm một cái gì đó mà chính mình cũng không có gọi tên được. Một lời xin lỗi tha thiết, một cái vuốt ve trìu mến, một thái độ ăn năn cụ thể, một chuyển biến rõ rệt, hay là một món quà bất ngờ. Nhưng mà tụ trung nó vẫn là chúng ta đang cần một cái cảm xúc tốt. Cho nên những cái lời ngon tiếng ngọt đều có giá trị trong cái lúc đó. Những người mà sợ cảm xúc xấu là những người rất là yếu đuối, yếu đuối lẫn thể chất và tinh thần. Đó là những người không có thích tập thể thao, không thích những công việc có tính chất nặng nhọc, sợ phải động não, phải tư duy, sợ làm theo kế hoạch, sợ đi theo thời khóa biểu, sợ làm việc chung với người khác. Cách mà chúng ta hay nói là tôi muốn được thoải mái, tức là tôi muốn cưng chiều cái bản ngã của tôi. Tôi muốn nó luôn được sung sướng mà tôi không cần biết hậu quả sẽ ra sao. Thì đó là những người sống bằng cảm xúc rất là mạnh. Làm việc cực quá, nói năng gì mà thẳng thừng quá, chỗ này sao chật chội quá, trời gì mà nóng quá. Tất cả những cái đó là những cái phản ứng rất là con người. Nhưng mà đó là những con người còn hoang sơ, chưa qua sự trau luyện của đạo đức, của văn hóa hay là của tôn giáo. Họ chưa biết cách chấp nhận những cái điều bất như ý nhỏ nhặt. Thì thử hỏi làm sao họ đủ sức để mà ứng phó với những cái hoàn cảnh khó khăn lớn ở trong cuộc đời. Vì vậy mà những người như vậy họ rất là dễ bị tổn thương và sẽ rất dễ đau khổ. Có những cái điều rất là nhỏ mà chúng ta ít có để ý tới, nhưng mà ở trong chiều sâu là chúng ta đang nuôi dưỡng những cái mầm bệnh. Thí dụ như khi mình ăn một cái tô bún mà không có trái ớt thì mình ăn không được. Nhưng mà tại sao vậy? Tại vì cái phong tục tập quán nó dệt ở trong tâm trí mình một cái thói quen như vậy. Tại vì thói quen ăn uống lâu đời của mình như vậy, mình cứ đi theo lệnh của nó thôi, chứ mình không có chịu xét nét, không có chịu tìm hiểu nó từ đâu ra và cái sức ảnh hưởng của nó đối với mình như thế nào. Không có trái ớt để sẵn ở trên bàn, khi mình ngồi xuống ăn cơm là mình đã bực rồi. Mình dung dăng: bà ơi, hôm nay bà sao vậy?
Sao không có trái ớt ở đây? Bà có đi lấy lẹ cho tôi hay không? Chỉ có một trái ớt tí tẹo thôi mà nó cảm xúc của mình nó đã dâng tràn lên như là một cái cơn bão như vậy. Thay vì nói câu đó đó, thì cái sự thật là bà ơi, bà đi tìm cho tôi một cái cảm xúc tốt đi. Không có cảm xúc tốt này chắc là tôi chết thôi. Và nếu mà tìm khắp trong tủ rồi mà không có trái ớt nào á, thì cũng dám là mình không có chịu ăn cái tô bún đó đó. Nếu ăn thì cũng chẳng thấy ngon lành gì cả, ráng nuốt thôi. Ăn bún gì mà không có ớt thì làm sao mà ăn được. Sự thật không có ớt thì có ăn bún được không quý vị? Vậy đó, mình kẹt vào mê lầm, mình nô lệ cảm xúc một cách chẳng có đáng vào đâu cả. Cũng tại vì mình đã từng không có biết sống trong chánh niệm, không có để ý, không có quan sát bao giờ những cái gì nó đang xảy ra ở trong tâm hồn của mình, ở trong dòng cảm xúc của mình, cũng như là chưa bao giờ mình hiểu gì về cảm xúc, thì đừng nói chi tới cái chuyện chuyển hóa. Khi mình sắp hàng lấy thức ăn cũng vậy. Mình sẽ lấy món gì đây? Mình sẽ lấy những cái món có tính chất nuôi dưỡng và trị liệu cho cơ thể, hay là mình sẽ lấy những cái món mà mình cho là khoái khẩu? Và nhìn vào cách chọn thức ăn của mình mà người ta có thể thấy được cái năng lượng cảm xúc của mình, và biết được cái cách sống bề bộn hay là ngăn nắp của mình. Cái này nó có liên quan tới cái kia. Người mà biết chọn thức ăn phù hợp với cơ thể của mình để cho nó có dưỡng chất, cho nó khỏe mạnh, mặc dù những cái món đó mình không có ưa thích lắm, có thể nó rất đắng hay là nó nhạt nhẽo, nhưng mà mình vẫn ăn, thì đó là một người sống bằng lý trí nhiều hơn là cảm xúc. Những người như vậy thì họ sống rất là ngăn nắp, họ có sức mạnh ở trong tâm hồn. Còn những người mà dùng thức ăn nhiều gia vị quá ha, thích những cái thức ăn có tính chất hấp dẫn, ngon miệng, thì người này sẽ thiên về tình cảm, và hầu hết cách hành xử của họ nó thuộc về cảm tính nhiều hơn là lý trí. Về cách ăn mặc cũng vậy. Tại sao mình lại chọn chiếc áo đó? Tại vì mình muốn tôn trọng cái nhân vật mà mình sắp đi gặp họ, hay là mình muốn họ đánh giá cao về mình, mình muốn họ bị thu hút bởi mình. Mà khi họ chấm mình, họ thích thú mình, họ bị thu hút bởi mình, thì họ sẽ cho mình một cái quyền lợi, ít nhất là một cái ánh mắt trầm trồ, một cái cảm xúc tốt. Chỉ cần một chiếc áo tươm tất thôi là đủ để thể hiện sự kính trọng nhau rồi, chứ đâu cần thiết là phải chọn chiếc áo nó phải cùng một cái màu với lại cái túi xách hay là cái đôi giày của mình nữa. Khi mình chọn một cái bộ đồ mặc để mà gọi là coi cho được á, tức là mình đã bị cảm xúc nó chi phối rồi. Không ai chê mình mặc một bộ đồ bình dị cả. Người ta chỉ chê mình quá dêm dúa hay là quá bóng bẩy thôi. Người có hiểu biết á, họ nhìn cái cách ăn mặc của mình thì họ có thể đánh giá được mình. Họ biết mình thuộc về cái tiếp người nào, sâu sắc hay là cạn cợt, chuộng hình thức hay là có nội dung ở bên trong. Đôi khi chỉ vì mình thích cái màu đó thôi, thì mình ra chợ mình mua tất cả những cái hiệu quần áo nó có cái màu đó về nhà, hay là mình thích cái nhãn hiệu đó. Nếu mình mặc một cái chiếc áo đó mà mình có cái nhãn hiệu đó, thì mọi người sẽ thấy mình rất là khua, rất là sành điệu. Chắc là người này thành đạt cho nên họ mới mặc nổi một cái chiếc áo như vậy. Cho nên khi mình đi shopping á, thì mình phải rất cẩn thận. Tới chừng là mình bị cái cảm xúc đó làm cho mình bị hoa mắt. Mình thấy cái gì cũng cần thiết, cũng muốn mua cả. Cái gì nó cũng đẹp, cái gì nó cũng bắt mắt cả. Nhưng mà khi mình về nhà, mình tỉnh ra rồi đó,
thì mình mới thấy là không cần thiết, là phí tiền. Và đó là chiêu thức của những nhà làm kinh doanh. Họ luôn tìm những cái mẫu mã mới, luôn tìm cách tiếp thị quảng cáo marketing ấy, để đánh vào cái cảm xúc của mình. Nghĩa là họ làm sao để cho mình phải chú ý tới, phải dán mắt tới. Và trong nhất thời có thể mình sẽ thấy được cái sự cần thiết của nó. Thành ra một cái người sống bằng cái hình thức ở bên ngoài, thích mặc những cái bộ quần áo đẹp, thích chạy xe đẹp, là những người sống nhiều bằng cảm xúc, rất là yếu đuối, đời sống nội tâm rất là nghèo nàn. Như chúng ta biết á, cảm xúc là đối tượng để chúng ta phát triển chánh niệm. Tại vì cảm xúc nó tinh vi và phức tạp vô cùng. Nếu chúng ta chú tâm vào nó thì không những chúng ta phát triển chánh niệm một cách sâu sắc và bền bỉ, mà nó còn giúp cho chúng ta hiểu được trạng thái cũng như cái guồng máy hoạt động của cảm xúc. Và chỉ khi nào chúng ta nắm được sự vận hành của nó, biết được bản chất thật của nó, thì chúng ta sẽ không còn bị nó thao túng hay là điều khiển nữa. Chúng ta sẽ xa lìa những cái hành vi tạo tác có tính chất nuôi dưỡng cái tôi ích kỷ của mình, để mà từ đó cái tâm tham cầu và cái tâm chống đối nó không còn cơ sở để mà phát triển nữa, thì phiền não nó sẽ được chuyển hóa. Và chúng ta cũng áp dụng nguyên tắc nhận diện đơn thuần khi chúng ta nhìn vào cảm xúc, như chúng ta cũng đã từng áp dụng khi thực tập nhìn sâu vào thân thể hay là hơi thở của mình. Phải kiên nhẫn một thời gian khá lâu thì chúng ta mới dễ dàng phát hiện ra cơn cảm xúc, hay là chấp nhận được mình đang có những cái loại cảm xúc đó mà mình không có tự ái hay là thành kiến, không có dung dưỡng cũng như là không có chống đối. Nhận diện và quan sát là điều chúng ta có thể làm được và cần nên làm nhất trong cái giai đoạn ban đầu. Thấy được cơn cảm xúc hay là động cơ thúc đẩy cơn cảm xúc thì nó là đã là một cái trình độ rất là khá rồi. Dù là chúng ta còn bị nó điều khiển ít nhiều, nhưng mà ít ra chúng ta cũng có một cái thái độ đúng đắn, chúng ta đã có được một cái con đường đi rõ ràng. Như chúng ta đã nói, ranh giới giữa cái cảm giác và cái cảm xúc rất là mong manh, gần như là chúng ta không có phân liệt ra được nếu như chúng ta không có một cái chánh niệm đủ lớn hay là nhạy bén. Tôi xin nhắc lại, cái cảm giác tức là feelings và cái cảm xúc là emotions. Chúng ta có thể viết là cảm xúc thì bằng cái cảm giác cộng với cái thái độ yêu và ghét, tức là thích hay là không thích, mong cầu hay là chống đối. Đúng ra là nếu chúng ta phát hiện ngay từ khi cái sáu căn, tức là sáu cái giác quan đó, nó tiếp xúc với lại ngoại cảnh, tức là sáu trần, thì nó sẽ sinh ra sáu cái nhận thức, tức là những gì chúng ta cảm nhận được từ mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm và ý nhận biết các sự kiện hay là các hiện tượng chung quanh á. Nếu chỉ dừng lại ở cái cảm giác thôi thì không có gì là khổ trên thế gian này cả, thưa quý vị. Chỉ tại vì chúng ta thêm vào đó cái thái độ chống đối hay là bám víu, thích hay là không thích, để nó trở thành ra từ cảm giác, nó trở thành ra cái cảm xúc, và nó có cái khả năng oanh tạc rất là rộng lớn như vậy.
Khi nhìn cái đẹp thì chúng ta chỉ biết nó là đẹp thôi, chứ đâu có nhất thiết là chúng ta phải nói là tôi thích cái đẹp đó hay là tôi muốn có nó. Hoặc là khi nghe những cái lời nói ngọt ngào thì chúng ta ghi nhận đó là những lời nói ngọt ngào. Khi nhìn cái đẹp ta cũng biết đẹp, nhưng mà không nhất thiết là tôi thích cái đẹp đó, tôi muốn có được nó. Khi nghe những lời ngọt ngào thì ta cũng ghi nhận đó là những lời ngọt ngào, chứ không nhất thiết phải là đắm nhiễm, phải hệ lụy, phải vướng kẹt vào nó, không có nó là không được. Hoặc là khi tiếp xúc với những thức ăn ngon thì ta cứ ghi nhận đây là những thức ăn ngon, chứ không nhất thiết là tôi rất là ưa nó, I like it, I love it, tôi là fan hâm mộ của nó. Không nhất thiết phải reo hò hay là tán thưởng gì cả. Nói chung, nếu mình có chánh niệm thì mình nhận diện từ ngay cái cảm giác, từ feelings, chứ đừng để nó chuyển thành cái cảm xúc, emotion, tức là thêm cái thái độ của mình vào, thái độ yêu thích hay là chống đối, thì mình sẽ không còn khổ nữa. Ngày xưa có nhiều thiền sinh rất là hiểu lầm. Họ đóng chặt cái cảm giác của mình theo cái kiểu phòng hộ sáu căn, cho nên họ gần như trở thành vô cảm, như gỗ, như đá. Trong khi cái pháp môn thực tập đúng đắn là không chối bỏ sự cảm nhận, vẫn để cảm thọ tồn tại, chỉ cần không kẹt vào nó, không đắm nhiễm, cũng không chống đối, nhìn nhận như nó đang là. Tại vì chúng ta là một thực thể sinh động kia mà, một thực tại màu nhiệm kia mà. Tu mà để trở thành vô cảm thì tu để làm cái gì? Và có ai đó đã nói một câu này nghe cũng được lắm: sống là động nhưng mà lòng ta luôn bất động, sống là thương nhưng mà lòng chẳng vấn vương. Nghe được quá ha. Cái này gọi là hiểu đạo á. Sống là phải vận hành, phải làm việc, phải đối phó, phải có liên hệ tình cảm chứ. Chứ nếu mà bỏ hết những cái đó thì đâu còn là sự sống nữa, phải không quý vị? Nhưng mà điều quan trọng là bất động, là không vấn vương. Đó là hai điều kiện không thể thiếu. Tu tập làm sao để chúng ta có được hai cái khả năng đó thì chúng ta sẽ tự tại đi vào trong cuộc đời này, chứ không phải tu tập là để trốn tránh cuộc đời. Nhưng mà nói thì dễ như vậy đó, chứ muốn đi vào trong cuộc đời này mà không bị dính kẹt á thì rất là khó. Nên chi phần lớn những cái vị tu tập cẩn thận thì họ có vẻ như là hơi tránh cuộc đời, hơi cô lập. Nhưng mà cái đó nó còn quý, còn hay hơn rất nhiều người nói oan oan như vậy mà đắm nhiễm tùm lum hết. Và cái lĩnh vực cảm thọ này rất là mênh mông, tại vì nó là một phần của tâm ý mà. Chúng ta xin tạm dừng tại đây và sẽ được học tiếp trong những buổi tới của khóa tu mùa hạ. Xin cảm ơn đại chúng. Phúc Tịnh xin kết thúc podcast hôm nay tại đây. Bài pháp thoại mang tính chất tâm lý trị liệu do Thầy Minh Niệm và Cộng đồng Thiền Tâm lý Trị liệu Miền Tỉnh Thức thực hiện. Nếu thấy bài pháp thoại này là hữu ích thì nhờ quý vị anh chị chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình. Kênh podcast Phúc Tịnh xin góp một phần để lan tỏa những bài pháp thoại đầy giá trị này đến với những người đang cần sự giúp đỡ về mặt tâm lý, cũng như những người thực sự ổn, để cùng xây dựng một xã hội bình yên, hạnh phúc hơn. Trân trọng cảm ơn mọi người đã theo dõi. Ngoài ra, do giải thuật của YouTube ưu tiên những video có nhiều like, nên nếu mà thích video này thì nhờ quý vị anh chị bấm thêm vào nút like video và ấn nút theo dõi kênh để giúp cho podcast của chúng ta có nhiều người biết hơn. Xin cảm ơn sự theo dõi của anh chị và chúc các anh chị có một buổi tối an lành.